Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với những clip về Auto Chat trên kênh Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối cuối cùng của năm 2022. Như thường lệ, tôi xin được dành ra cái phần đầu của clip để gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đức Trung đã donate cho tôi qua tài khoản ngân hàng. Cùng với đó, tôi xin được cảm ơn hai anh em An Dương và anh em Lâm Danh, hai anh em đã donate cho tôi qua Super Chat ở trên YouTube. Và cuối cùng, tôi xin được cảm ơn anh em MX Việt, anh em Trung Trinh, anh em Lam Dương, anh em Vũ Trọng Tín, anh em Nguyễn Trung Kiệt, anh em Duy Phương và anh em Lam Nguyễn Đoàn Phương đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Xin được chân thành cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Vừa qua ngày 6 tháng 12 là sinh nhật của anh em Nguyễn Trọng Tuấn. Tuy nhiên trong ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Trọng Tuấn thì anh em Nguyễn Trọng Tuấn không có yêu cầu tôi làm bất cứ một đội hình nào cả để tặng anh em. Lý do là bởi vì anh em để dành đến ngày 30 tháng 12, đó là cái kỷ niệm ngày cưới của anh em Nguyễn Trọng Tuấn. Thì anh em có mong muốn là tôi sẽ gửi một cái lời chúc bằng một cái trận đấu mãn nhãn đến anh em nhân cái ngày kỷ niệm ngày cưới của anh em Nguyễn Trọng Tuấn. Ok anh em nhá, tôi luôn sẵn sàng. Thì cũng thứ nhất là tôi cũng xin được chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Trọng Tuấn. Bây giờ chúc thì nó cũng chưa muộn anh em ạ, vẫn là tháng 12 thôi. Vẫn chưa bước sang năm 2023 nha anh em nhá. Chứ còn nếu mà để ngày mai ấy, để ngày mai mà chúc ấy thì là tôi bị chúc muộn mất 25. Vì chúc anh em đã thêm 2 tuổi rồi tôi mới chúc. Đấy, và nhân cái ngày kỷ niệm ngày cưới của anh em thì tôi cũng xin được chúc gia đình anh em là luôn ấm no hạnh phúc. Trong gia đình thì luôn ngập tràn tình yêu thương và tiếng cười anh em nhá. Hôm nay là cái ngày cuối cùng của năm 2022 và đây nó cũng sẽ là cái video cuối cùng của năm nay anh em nhá. Một cái video mà tôi nghĩ là sẽ chơi một cái gì đấy mà nó nhẹ nhàng để chúng ta có thời gian để chúng ta tổng kết lại năm, để xem năm nay chúng ta được cái gì và mất cái gì. Đấy, anh em cũng có thể chia sẻ những cái điều được mất của anh em xuống phía dưới phần comment cho tôi nhá, để xem là năm nay anh em như nào. Thì tôi cũng chia sẻ với anh em luôn là về công việc làm YouTube của tôi. Thì từ cái hồi tháng 3 năm nay tôi có quay trở lại tôi làm YouTube trong một cái khoảng thời gian dài mà tôi cũng không có ra clip. Đấy, thì lúc mà quay trở lại làm YouTube thì tôi cũng có đặt ra được một cái mục tiêu làm YouTube cho kênh này. Đấy chính là làm thế nào để hết năm 2022, bước sang năm 2023 tôi sẽ có 30.000 sub. Nhưng mà cái điều đấy thì chưa có đạt được anh em ạ. Đấy, thực ra là chưa có đạt được. Bây giờ thậm chí là tôi còn chưa được đạt nổi là một nửa quãng đường từ 20.000 sub lên 30.000 sub. Trên thực tế là hiện tại kênh mới chỉ có được 24.000 người theo dõi. Đó, thế nên là cái mục tiêu đấy là chưa đạt được. Cái mục tiêu thứ hai của tôi mà tôi mong muốn đạt được đấy chính là có được cái số người ủng hộ, cái số anh em hội viên đăng ký hội viên lên đến 300 anh em. Thì thực ra là cũng có đã từng có những cái lúc là đã đạt được 300 anh em hội viên rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại ấy, thì vào cái thời điểm của tháng 12 năm 2022 thì hiện tại tôi chỉ còn có khoảng hơn 250 anh em thôi. Bởi vì có những cái đợt mà nhiều anh em đăng ký hội viên thì nó cũng đông. Đấy, cái tháng nào mà nhiều anh em đăng ký hội viên và ít người bỏ đăng ký hội viên thì cái tháng đấy là cũng đạt được là 300. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là tháng này thì tổng kết cuối năm là vẫn là chưa đạt được. Nhưng mà tôi thì tôi cứ tính là giống như kiểu lên rank queen ấy. Là cái này là cái mục tiêu là 300 anh em hội viên. Đấy, có thời điểm là đã đạt được rồi nên là chúng ta vẫn tính là được rồi. Đấy. Thì nói chung là về cái công việc làm YouTube thì tôi vẫn là có một cái niềm đam mê. Đấy, tất cả là nhờ có anh em, tất cả nhờ có các anh em ủng hộ kênh, các anh em hội viên là một là các anh em mà viewer, tất cả các anh em viewer yêu quý theo dõi tôi, ấn like, ấn share cũng như là comment động viên trong mỗi clip, giúp tôi có thêm những cái niềm vui khi mà làm clip. Đấy, làm clip nhiều khi nó chỉ có một cái thú vui thôi, đấy là vào trong clip khi mà up lên ấy là tôi vào trong clip tôi xem là trong cái buổi tối hôm đấy sau một tiếng là có bao nhiêu view. Ngồi đếm view luôn anh em ạ. Đấy là cái thứ nhất. Tất nhiên là có những cái buổi tối bởi vì là up muộn rồi ấy, nên là có những cái buổi tối thì up xong một cái thì cũng đi ngủ luôn. Đấy,
Điều đấy giải thích cho các anh em tại sao mà các anh em comment sớm ấy, comment sớm ở trong video thì trong khoảng nửa tiếng đầu khi mà tôi up video thì tôi vẫn là thường hay là ngồi đếm like đấy. Trong cái khoảng thời gian mà tôi đếm like ấy thì tôi cũng sẽ lướt và tôi trả lời comment của các anh em vào comment sớm. Còn sau cái khoảng đấy thực ra là nghẹo rồi anh em ạ. Đấy chính là lý do sao mà các anh em comment sớm thì thường thường là sẽ được tôi trả lời comment cũng rất sớm, reply rất sớm. Còn các anh em mà trả lời sau khoảng 1-2 tiếng gì đấy ở trong comment ở dưới video clip thì thực ra lúc đấy tôi nghèo rồi, nên là tôi cũng phải đến ngày mai, đến ngày hôm sau. Thì ngày hôm sau thì cũng cái lúc mà tôi rảnh, tức là buổi chiều, tôi cũng mới trả lời được cái comment của các anh em. Đó, đấy chính là lý do làm sao mà tôi hay trả lời muộn một vài anh em nhá. Chứ không phải là tôi có cái gọi là trả lời sớm, trả lời muộn hay là không trả lời với một vài người đâu, thì không phải. Đấy, mà là do là lúc cái thời gian tôi rảnh thì tôi mới trả lời được. Và cái khoảng thời gian buổi sáng và buổi chiều thì tôi không rảnh để trả lời luôn. Thì thường là nếu mà anh em vào trong video clip của tôi và anh em có comment ở dưới clip mà nó sớm thì là tôi sẽ trả lời ngay. Đấy, còn các anh em mà muộn quá rồi thì tầm khoảng, anh em cũng biết đấy, tôi thường là tôi up, cái thời gian up là cái khung giờ nó rất muộn, khoảng từ 11 giờ, 12 giờ. Đấy, sớm sớm thì cũng là 9 giờ tối rồi. Thì sau cái khoảng thời gian đấy thì nó là cái thời gian mà tôi đi ngủ. Đấy, nên là tôi cũng sẽ không trả lời anh em sớm được, kịp thời được. Đấy, còn trước đấy thì cũng lán lại một chút để đếm comment, đếm view. Thì lúc đấy, đấy nó là một cái niềm vui của tôi đấy anh em ạ, niềm vui. Khi mà những cái clip mình ra, nó được đón nhận. Đấy, đón nhận dù ít dù nhiều. Thực ra là anh em cũng biết là tôi cũng có rất nhiều những cái chiêu trò ở trong video clip để tôi tăng cái độ tương tác của các anh em. Bắt anh em phải comment, bắt anh em phải coi như là tăng tương tác, thậm chí là bắt anh em phải chửi. Với một vài người là không bắt để người ta nói được thì tôi bắt người ta là chửi tôi. Đấy chính là các anti. Khi mà nhiều khi là tôi cũng cố tình gài vào những gài vào ở trong video những cái tình huống trái chiều, những cái tình huống mà gây tranh cãi để các anh em viewer có cái mà nói tôi. Thực ra thì đấy là cái bài học vỡ lòng của YouTube đấy anh em ạ. Thực ra anh em cũng biết là tại sao mà kênh của tôi bây giờ nó lại phát triển, và cách đây 1 năm, 2 năm thì nó vẫn chưa phát triển được. Là bởi vì là cái đó đấy anh em. Đấy, bởi vì hồi đấy là tôi có quá ít cái vấn đề mà tôi gây ra để các anh em phải tranh cãi nhau ở trên kênh của tôi. Đấy, những cái phát biểu của tôi thì nhiều khi là nó không gây sốc, nhưng bây giờ thì nhiều khi là tôi cố tình tôi gây sốc. Thậm chí là có một vài tình huống tôi sẽ làm cho họ tức. Họ tức để họ có cái họ nói. Và video nó sẽ có độ tương tác là cao hơn. Tuy nhiên là tôi cũng cũng đặt ra một cái giới hạn nhất định. Đấy, để nó không quá là nó phải nói là nó không quá là thô, nó không quá là lộ liễu, nên anh em vẫn có thể chấp nhận được. Tôi nghĩ là thế. Tôi nghĩ là các anh em fan mà yêu quý tôi thì chắc là cũng chấp nhận được với một vài những cái tình huống gài của tôi dành cho các anh em. Miễn làm sao mà những cái tình huống gài như thế mà nó tạo được những cái nội dung hay, những cái tình huống hấp dẫn, cũng như là tăng cái sự trao đổi của các anh em xem kênh với nhau. Ngoài việc với tôi nữa thì cũng tôi cũng muốn là các anh em trao đổi với nhau nữa. Đấy, chính vì thế là nhiều khi là nếu mà không có ai comment ấy thì cũng sẽ không có ai trả lời cả. Đấy, nhưng mà một khi mà các anh em đã comment nhiều phía dưới thì cũng sẽ có rất nhiều anh em là sẽ trả lời các anh em. Đấy, những cái câu hỏi đặt ra hoặc là những cái thắc mắc, hoặc là thậm chí là những cái lời khẳng định của các anh em cũng sẽ có người phản biện lại, thì thực sự là nó khá là hay đấy. Ngoài cái việc là chúng ta tương tác với nhau thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ tăng được cái lượng kiến thức trong cái con game này. Bởi vì thú thật với anh em là ngay cả bản thân tôi là một cái người mà gắn bó kênh cái kênh này, làm về cái nội dung auto chat, nó rơi vào đâu đấy nó khoảng 3-4 năm rồi. Đấy, mà tôi, kể cả là bản thân tôi cũng không dám tự nhận mình là có thể biết hết được về cái trò này. Đấy, tự biết hết được tất cả các đội hình của cái trò này. Chính vì thế là tôi vẫn rất cần là có những cái người comment để những cái pro player người ta vào, người ta phản biện. Hoặc là thậm chí là có những cái pro player vào phản biện tôi. Đấy, thì cũng là cái chuyện là rất là bình thường thôi. Bởi vì là anh em cũng biết rồi đấy, kể cả là cùng một cái mức rank queen, cùng là top server, nhưng mà có người này người khác. Đấy, có người người ta thông thạo những cái bộ bắn trưởng, có người thì người ta lại thông thạo những cái bộ đánh tay. Đấy, có người thì chuyên đánh beat, có người thì lại là chuyên đánh kỵ sĩ. Đấy, có người thì chuyên đánh god.
không phải ai cũng giống ai. Đấy, cùng là một bước rank nhưng mà có những cái người thông thạo bộ này và có những cái người thông thạo bộ khác, không phải ai như ai cả. Tôi cũng phải nói luôn với anh em là tôi cũng luôn tự nhận mình là những cái bộ như là bộ beat hay là bộ kỵ sĩ ấy, bộ lai ấy, là tôi chơi rất kém. Đấy, tôi chơi rất kém. Tôi chỉ chơi, tôi quen chơi bắn trưởng thôi anh em ạ. Đấy, nên là chính vì thế là hôm nay thì tôi sẽ để tăng cái độ tương tác cũng như là để cho các pro player có cái mà nói tôi, thì tôi hôm nay tôi xin phép và tôi chơi bộ đánh tay nha anh em nhá. Chơi kỵ sĩ. Kỵ sĩ ấy biết, tôi nghĩ là kỵ sĩ. Cho này tôi chơi kỵ sĩ. Đấy, một trong những cái bộ mà tôi không thông thạo, tôi không biết chơi. Đấy, mặc dù là tôi thì cũng là rank queen đấy, nhưng mà queen này thì nó còn nhiều cái nó còn bỡ ngỡ lắm anh em ạ. Nó còn rất nhiều line up mà không biết chơi. Ví dụ như là Clyde chẳng hạn. Đấy, một trong những cái bộ mà tôi rất sợ chơi, cứ dính vào là chết. Đấy, hôm nay tôi chơi anh em nhá. Đấy rồi, live bullet live bây giờ mới ra. Hơi chậm. Được đấy. Từ từ nhá. Để xem nào. Hai con mèo vào. Chưa lên được 7. Cố lên 7 nữa nào. Bán cái con bán con này đi là đủ. Ok. Rồi kẹp hai mèo vào. Vẫn là ba mic anh em nhá, ba mic. Ba mic và chúng ta sẽ có ba human. Trận này ấy thì tôi sẽ chơi theo cái kiểu là human kẹp Clyde anh em nhá, chứ không chơi Hyperone đâu. Tôi không chơi Hyperone. Tôi sẽ lên level cao và tôi sẽ kiếm 5 đô để chơi. Ui cái gì đấy? Vãi đái ạ. Gấu assassin 2 sao. Round 12 gấu assassin 2 sao. Ôi dồi ôi, trận đấu này là của bạn rồi đấy. Quá đáng sợ. Nhưng mà con gấu assassin này này, thực ra là bây giờ ấy, con này nó yếu hơn ngày xưa. Con gấu assassin 2 sao bây giờ nó yếu hơn cái con gấu assassin ngày trước rất nhiều. Vì cái skill của nó bây giờ đam nó không to nữa, lực được cộng nó rất ít. Đấy. Luôn cái nhờ. Zipper này. Luôn cái nữa nào. Được đấy. Từ từ nhá, thế bán zipper đi thôi. Cửa lại 2 sao rồi anh em ơi. Thôi, chắc là bỏ mic thôi anh em ạ, bỏ mic thôi. Đánh chuỗi thắng, đánh chuỗi thắng luôn. Hai lai kết hợp với cả ba human, hai mèo, ok. Thế này được rồi. Ui may thế anh em ơi. Đúng lúc chuyển thì gặp cái thằng này. Tuyệt vời anh em ơi. Hay quá. Thằng này khỏe đấy nhá. Rồi. Hết tiền rồi đấy anh em ạ. Nên đánh nó cẩn thận. Mất chuỗi là toang ấy. Đây rồi. Đủ rồi nhá, đủ like rồi nhá. 6 like. 6 like nhưng mà từ từ. Chưa cần anh em ạ. 4 like trước đã. 2 sao vẫn ngon hơn anh em ạ. 2 sao vẫn ngon hơn. 2 sao vẫn ngon hơn. Từ từ đã, bỏ đi. Rồi. Bây giờ chúng ta tích lên 8 thì chúng ta sẽ chơi 4 Clyde kết hợp với 6 human anh em nhá. 4 Clyde kết hợp với 6 human, dồn đồ cho con heo Clyde 2 sao này. Ok. Rồi. Trong những cái round 16 trở đi thì chúng ta 16 human thôi. Bây giờ thì tôi vẫn phải đánh để giữ chuỗi thắng đã anh em ạ. Nên là tôi vẫn phải 4 Clyde vào cho chắc ăn. Đấy, ok, có chuỗi rồi này. Ok nha anh em nhá. Thôi rồi, round này là round quái, chúng ta cho 6 human vào thôi. Tôi bỏ con heo Clyde đi anh em nhá. Heo Clyde lên 2 sao rồi, không mua nữa. Tí nữa tôi bán đấy mà. Heo Clyde này không chơi, không nuôi. Chúng ta đẩy cấp thôi. Chơi hệ đẩy cấp tí kiếm Calong. Calong 5 đô. Rất nhiều cái con 5 đô mạnh. Ok.
Bộ này phải chơi ở 9 anh em ạ. Ở 9, ở level 9 chúng ta sẽ ra được là 6 Clive kết hợp với 6 Human. 6 Clive, 6 Human ở level 9. Có ra nữa thì sẽ có thêm 3 mét. Đấy. Điều kiện là ra con già thì đội hình rất mạnh. Còn nếu mà không có con già thì chúng ta vẫn sẽ có một cái bộ 6 Clive ở level 9. Ui, nhiều dao quá, nhiều dao quá. Không cần, không cần. Sao nhiều dao này? Thừa dao, ui, lại dao này. Thừa dao rồi. Thừa dao rồi. Rồi, lên 8. Chơi cái bộ này là lên 9, cái mốc 9 càng sớm càng tốt anh em ạ. Lên mốc 9 càng sớm càng tốt. Bởi vì ở 9 nó sẽ form đủ đội hình. Đội hình ở bọn này nó form ở 9, nhưng nó không phải form ở các cái level thấp hơn để chúng ta phải roll. Một trong những cái line up mà chơi bằng Celeji tộc hệ nó làm với tất cả, chứ không phải là chất lượng tướng. Chất lượng tướng nó chỉ vừa vừa thôi. Bộ này chất lượng tướng thì 1-2 con 2 sao được rồi. Không cần phải full, không cần phải 3 sao, chỉ cần full 2 sao thôi. Ủa, chuyện này nhiều người chơi Goblin thế nhở? Goblin không phải là một cái đội hình mạnh trong cái thời điểm hiện tại đâu. Goblin thực ra là nếu mà sống sót đến cuối game ấy mà lấy được tinh hoa thì nó mạnh, nhưng mà Goblin mà chơi theo kiểu là không lên được ra là con bom với con máy bay ấy thì Goblin xuống hố thôi anh em ạ. Bây giờ meta nhiều cái bộ nó mạnh lắm. Nói chuyện này mà tôi chơi Goblin thì cũng ngon đấy. Ra rất nhiều mèo nhá. Kể ra mà nếu mà tôi không chốt mấy cái đồ đánh tay ngay từ đầu ấy thì tôi cũng chơi Goblin đấy. Nhưng mà tôi chốt toàn đồ đánh tay rồi anh em ạ. Nên là tôi sẽ chơi theo cái bộ đánh tay thôi. Trong late game xây dựng thế nào để sau đó chúng ta chuyển sang những cái line up đánh tay cho nó khỏe. Đấy, chứ còn không chơi bắn trưởng được. Vẫn cái kiểu này, nhưng mà ví dụ như là lấy đồ toàn sát thương kỹ năng rồi nhiều mana thì chắc chắn là tôi sẽ chơi những cái bộ bắn trưởng kết hợp được với cả mèo, thậm chí là có thể là Goblin. Nếu mà ra mấy cái đồ mana ngon, nhưng mà thôi anh em ạ, lấy chốt đồ rồi. Thường là tôi chốt đồ sớm lắm. Thì những cái đồ đấy nó hợp với những cái đội hình nào thì chúng ta phát triển tiếp để xây dựng những cái đội hình đó. Loanh quanh mấy cái line up mà chơi tay khỏe thôi. Đấy, bây giờ thì line up chơi tay khỏe là line up nào anh em đoán được không? Là anh em nhìn thấy tôi chơi như này anh em có đoán được không? Là bây giờ là line up nào đang hot nhất hiện nay. Đấy, thì cứ thế mà chơi thôi. Đội hình nào mà bây giờ đánh tay khỏe nhất, mạnh nhất bây giờ? Đấy. Anh em đoán được chưa? Anh em chắc là cũng đoán được đấy. Làm gì còn cái đội hình nào nữa đâu, ở trong cái meta này nữa đâu. Ok, tôi lên được 9 rồi anh em ạ. Form đủ bộ rồi. Tuyệt vời anh em ơi. Hiện tại là tôi chưa gặp cái thằng có chuỗi anh em nhá. Cơ hội để gặp thằng có chuỗi ở round 18 rất cao. Khả năng ở round này nếu mà cắt chuỗi của nó thì tuyệt vời luôn này anh em này. Lên 9 nó là rất hợp lý luôn. Đúng cái round lên 9. Ui rồi anh em thấy không? Đã coi như là đánh hay rồi, còn cá may nữa này thì đỡ thế nào được anh em ơi. Gặp nó đúng vào cái round 18 luôn anh em ạ. Đấy mà tôi đã lên 9. Tại sao không phải lên 9 ở round 17 mà tại sao không phải lên 9 ở round 19 mà lại là lên 9 ở round 18? Thế là tại sao? Có phải là bởi vì để cắt chuỗi của thằng này không? Ảo thật đấy. Rồi, hay quá anh em ơi. Ăn chắc luôn. Mình xin nhá. Tuyệt vời anh em ơi. Ui, trận này slow ball luôn anh em ạ. Slow ball cực kỳ luôn đấy. Rất khỏe luôn anh em nhá. Lên 10 sớm rồi anh em ơi. Quả này lên 10 sớm. 21 lên 10 à? 21 là có thể lên được 10 đấy. Bộ này thì thực ra ấy là nó rất khỏe anh em ạ. Bởi vì giáp nó trâu, tất cả đều được hưởng giáp. Đấy. Đam thì một khi mà đã có một con gây đam rồi, dồn đồ cho nó rồi. Đấy thì còn lại nó là Celeji thôi anh em. Celeji mạnh. Khỏe lắm anh em ơi. Goblin chưa đủ bộ, thiếu một con. Thiếu một con Wizard để có thể kích hoạt được cái bộ Goblin. Đấy, mặc dù là Velomancer 2 sao nhưng mà không ăn thua anh em ạ. Yếu lắm.
Velomancer nó phải kẹp Kira các thứ cơ. Ok. Hay quá. Ui. Con này được đấy nhá. Có Lancer anh em ạ, ra Skelet Lancer mà có chơi không nhỉ? Thực ra cái ý định ban đầu của tôi là tôi không định chơi con này. Thực sự là không định chơi con này đâu. Tôi định là có cái dự định của tôi rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà ra cái con này thì Fallen Witcher luôn này. Có khi quay xe nhỉ. Tôi chắc là tôi sẽ quay xe. Nhưng mà không biết là có anh em nào có đoán được là trước đấy là tôi định chơi cái gì không. Nhưng mà bây giờ tôi ra con Skelet Lancer này thì chắc là tôi sẽ có một chút thay đổi trong cái chiều hướng là chơi xây dựng đội hình. Thế này là nó thay đổi rồi anh em ạ, thay đổi so với cái dự định ban đầu của tôi rồi. Đấy. Thế còn dự định ban đầu của tôi nó là cái gì thì cái này lại phải nhờ anh em. Anh em thử đoán xem nhá. Sao tí nữa tôi tiết lộ cho anh em xem có đúng không. Đấy, nhưng mà thôi được rồi, ra được Skelet Lancer thì nó sẽ có cái layup nó khỏe hơn. Con Skelet Lancer là cái con 5 đô ở trong cái bộ Warrior. Ngoài ra là con có cái bộ Glacier nữa. Chính vì thế là tất cả những cái con mà nó đứng ở trong cái bộ của nó thì nó mạnh lắm anh em ạ. Nó nằm ở trong cái bộ của nó thì nó rất mạnh. Cái con tướng mà nó nằm ở trong, nó là con co và nó nằm ở trong cái bộ layup của bản thân nó thì nó sẽ rất mạnh. Nên là trận này thì chắc là nó sẽ là Glacier thôi anh em. Nó sẽ chuyển sang Glacier chơi vậy. Cuối năm mà được cái trận đấu may mắn đấy anh em ạ. Đùa. Làm quả chuối dài như đến như này rồi. Đội hình bây giờ dí thẳng lên 11 rồi, cũng lên đây này. 23 là có khi là lên được 11 rồi. 21 hay 23, mỗi round 4 cuốn sách. 12 cuốn. 23 lên được 11 nếu mà cứ chiến thắng mãi như này. Đấy. Bây giờ là hơn hẳn đối thủ về level rồi. Đấy, Celazi thì cũng rất mạnh nhá, 2 Glacier. 6 Clay, 2 Glacier rồi. 6 Human. Quá khỏe luôn anh em ạ. Tôi chỉ còn 2 round nữa thôi, tôi lên được 11. Lên được 11 là kẹp cái gì? Xem nào. Lên được 11 là 4 Glacier à? 4 Glacier. 4 Glacier, 6 Clay ở level 1. Đúng không? Không đủ. Không đủ, không đủ. Thế thì không có 6 human. Phải level 12 cơ. Thôi, vẫn ưu tiên 6 human trước anh em ạ. 6 human trước. Đẩy lên 12 đã. Rồi, đây tôi bỏ bớt cái con này. Anh em nhìn mấy cái con này anh em đoán được ra là tôi chơi cái gì. Đấy, tiết lộ cho anh em là tôi không định chơi cái bộ này đâu anh em ạ. Đấy, anh em nhìn cái bộ này thấy gót nhước bom nhước từ gót bom. Gót bom tối thượng chăng? Anh em nào đoán được gót bom tối thượng không nhỉ? Dã man thật sự. Không, chắc là không anh em không đoán được đâu. Mà đấy, tôi định chơi gót bom tối thượng đấy anh em, nhưng mà trận này nó lại ra con Skelet Lancer sớm. Thì thôi, lại quay xe anh em nhá. Nhưng mà bây giờ anh em đoán được tôi chơi cái gì không? Đến bây giờ anh em lại có đoán được tôi chơi cái gì không? Tôi quay xe rồi đấy, nhưng mà bây giờ tôi chơi cái gì? Tôi chơi cái gì nào? Tôi chơi cái gì nhỉ? Deflector đây rồi. Anh em nhìn anh em cũng đoán được là Glacier rồi đúng không? Đấy, nhưng mà Glacier gì? Đấy, Glacier gì cơ? Vấn đề là Glacier gì? Tôi nghĩ là anh em không khó đoán lắm đâu. Chắc là tôi nghĩ là cũng phải 50% anh em ở đây là đoán được ra rồi. Đến cái tầm này tôi mua những cái tương tự như này là anh em biết hết rồi. Đấy. Glacier gì thì anh em quá là dễ đoán luôn. tôi dự đoán là cũng phải 50% anh em biết. Còn 50% anh em còn lại thì đang ngờ ngợ. Đang ngờ ngợ thì đang ngờ ngợ một chút thôi. Nhưng mà tôi chia sẻ đầu game rồi đấy. Bây giờ cái đội hình nào mạnh thì tôi chơi như anh em nhá. Đội hình nào mạnh nhất beta này thì tôi chơi. Đấy. Thì anh em biết là đội hình nào mạnh nhất đội beta, anh em cứ đoán cái đội hình mạnh nhất beta là nó ra. Đấy, là nó sẽ ra cái đội hình mà tôi chơi. Ok. Ui, round 23 bắt đầu đi gần hết rồi.
Hay quá. Lên được 11. Thêm một con Scarlet Lancer nữa. Càng thật sự. Rồi, Rona anh em. Rona. Rôn mấy cái ra xem nào. Ra gì không? Đây rồi, hay quá. Rồi. Đây. Ui ra nhiều phết đấy, ra nhiều phết đấy. Berserker. Rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh đã. Đồ này hơi nhiều dao nhỉ anh em nhỉ? Cho dao nhiều quá. Cho ở đây thừa 4 con dao liền. Thực ra là có một con dao nữa để ghép cái tôi sẽ ghép cái que nữa để tôi kiếm cái đồ chống em. Gậy gai anh em ạ. Gấu Assassin 2 nhưng mà có vẻ không tín lắm nhỉ anh em nhỉ? Có vẻ như con gấu Assassin 2 này bây giờ nó yếu đi rồi. Nó yếu đi khá nhiều, cái lượng đam của nó cũng khá yếu. Không thể có khả năng mà giết co được. Kể cả clear hết nhưng mà solo 1v1 thì con gấu này không có cửa. Ui trứng này. Scarlet Lancer 2 sao rồi á? Rao 24 á? Bài độ thế nhở? Đùa. May mắn này là may mắn cuối năm này. Không biết là cuối năm liệu sang năm 2023 liệu rằng tôi có thể may mắn được đến như thế này không? Dấu hiệu của 30.000 sắp đây chăng? Liệu coi rằng có phải là dấu hiệu của 30.000 sắp không? Khi mà những cái người mới xem tôi khi mà vào trong cái trận đấu này, gặp trận đấu này thấy tôi đánh kinh khủng này, cháy sáng như thế này là chắc là sắp nhiều lắm đây. Không hiểu là thế nào mà lại cuối năm lại đỏ thế nhở? Đỏ dã man luôn đấy. Đùa như một phát dính ăn ngay hả? Chơi phát ăn ngay luôn đấy. Sợ thật. Ok. Thôi thế như này thì chắc chắn là chắc xuất top 1 rồi anh em ạ. Làm gì có cái cửa trượt được. 11 con anh em ơi. Hơn hẳn đối thủ một quân bài tha hồ mà xoay chuyển tình thế. Xoay bài thoải mái luôn. Đây rồi. Búa set 2 tuyệt vời. Vẫn là những cái món đồ gây đam. Không cần biết là nó là cái món nào nhưng mà cứ là gây đam là ngon anh em ạ. Rồi đập trứng luôn. Thôi tôi đập trứng. Round 26 sẽ cái Lancer 2 sao. Cả một cái thế lực đấy anh em ạ. Khỏe lắm anh em ơi. Con này mà nó lên sớm như này thì tôi chết. Chuỗi đến hết game luôn. Không thằng nào nó cắt lỗi cái chuỗi này của tôi mất. Quá to luôn. 6 Glacier, 6 Clyde đúng không anh em? Theo anh em là nó sẽ là như thế ở level 11 đúng không? Nhưng không anh em ơi, tôi là trận này tôi phải lên hẳn 12. Tôi đã chơi là tôi lên 12 luôn. Đấy. Mà nhá, tôi lên 12 ý. Tôi lên 12 là tôi cũng không có chơi 6 Glacier, 6 Clyde đâu anh em ạ. À. Tôi tính rồi anh em ơi. Tôi tính hết cả rồi, trận này là tôi sẽ có một cái đội hình nó mạnh lắm. Nó là mạnh nhất bây giờ chứ bọn Clyde bây giờ không mạnh. Bọn Clyde bây giờ không có, không phải là cái đội hình mạnh đâu anh em. Chơi Clyde nó quá là bình thường giai đoạn lên game. Đây rồi. Đấy anh em hiểu ra vấn đề đấy. Đấy, đến đây thì chắc là anh em cũng đã hiểu ra vấn đề. Ok. Hay quá nhờ. Tuyệt vời anh em ơi. Từ bây giờ ra 30 kiểu gì cũng lên được 12. Tôi đã có những cơ sở, tôi chuyển sang cái bộ Witcher rồi anh em ạ. Witcher mới là mạnh nhất bây giờ anh em nhá. Bộ Witcher có tới 2 con 5 đô có sẵn. 2 con 5 đô kiếm hồn và con chúa quỷ có sẵn rồi. Rôn rất dễ ra. Đấy. Và nó cũng là đang là cái đội hình đang được bắp mạnh trong cái thời điểm hiện tại. Bây giờ tôi kết hợp với cả bộ 6 Glacier luôn trong cái trận đấu này vì nó đã cho sẵn tôi con Scarlet Lancer 2 sao. Quá tuyệt vời anh em ơi, trận này vô địch rồi. Không những vô địch mà tôi nghĩ là cái lượng máu này có khi là không bao giờ có thể cắt chuỗi được cơ. Thằng này nó kẹp 4 Spirit vào này. 4 Spirit để làm gì đâu. 4 Spirit để làm gì đâu anh em ơi. 4 Spirit nó phải kết hợp với cả cái bộ gì đấy cơ. Nó phải thật là mạnh cơ. Phải có đam gây vào cơ. 4 Spirit kết hợp với 6 đỏ. Phải có được cái con Light Spirit thì may ra mới ăn được cái bộ này của tôi. Nói chung là cái bộ này bây giờ nó chỉ sợ mỗi con Light Spirit thôi anh em ạ. Ồ, thế là lên được 12 rồi này anh em này.
Lên được 12 rồi. Ui giời, trận đấu dễ quá nhờ. Thật là như thế luôn. Rồi, để giải tán bớt với con này thôi. Lên 12 thì từ từ bây giờ kẹp cái gì vào đã. Kẹp để tôi kiếm Glacier đã anh em ạ. Rồi, cho Glacier vào đã. Vẫn thiếu một con Witcher. Từ từ đã. Tôi chưa định hình được. Để xem nào. Berserker lóc lại đã. Mua với Berserker. Cắt chuỗi này luôn này. Hay quá anh em ơi. Nói chung là cái đội hình này nó khỏe quá rồi ấy. Con Skylancer 2 sao rồi. Anh em ạ, tôi thấy lực đấy. Con này kể cả đến bây giờ là đến round 35 thì vẫn gọi là cánh kèo luôn. 5 đô 2 sao thì gánh đi hết game luôn. Từ đó là tôi chọn đã. Quên đấy. Quên. Kiếm cái con... đây, con ảnh phân lộ này. Tôi chưa lấy cái con này. Thiếu một con Witcher anh em ạ. Kiếm con Witcher cho vào là kích hoạt được. Đây rồi. Một phát ra hai con luôn này. Từ từ nhá. Để xem nào. Bán con này đi. Cho hai Witcher vào anh em ạ. Ok. Khỏe ở đấy. Gấu Assassin 2 sao này có khi ra ngoài đi chứ. Con gấu Assassin 2 sao bây giờ nó yếu rồi anh em ạ. Làm gì có cửa. Đấy, thấy chưa? Đánh gãi ghẻ luôn. Thôi xong rồi. Đẩy còn 2 máu ạ. 23 máu. Bọn Assassin bây giờ chơi là nó phải chơi con 5 đô cơ. Chơi Silent Assassin. May ra còn có cửa ăn được cái bộ này. Không, không ăn được đâu. Tôi nghĩ là bây giờ cái bộ này nó vô địch rồi. Đã trở level 10 đã vô địch rồi mà tôi còn tôi lên được 12 thì cái bộ này nó bá lắm anh em ạ. Bỏ con này đi. Thôi rồi, 6 Glacier thôi anh em. Tôi sẽ bán hết bọn Lai đi thôi. 6 Glacier vào là đủ rồi. Đây, còn con Doctor ở đây rồi. Đấy, chúng ta sẽ có 6 Glacier kết hợp với cả Witcher anh em nhá. Witcher nhưng mà thiếu một con. Đang thiếu một con Witcher anh em ạ. Thiếu con Tabu Witcher hoặc là một con Wizard nữa để kích hoạt. Nhưng mà bây giờ Secret Lancer nó gánh rồi, nó gánh rồi, nó gánh được rồi anh em ạ. 6 Glacier tức là cái con Secret Lancer nó đang đứng ở trong bộ 6 Glacier. Là cái lab của nó rất mạnh. Ok, roll thôi. Kiếm con Tabu nha anh em nhé. Phô lần cũng đưa lên 3 sao luôn. Đấy, mình là người có tiền. Skylancer 3 sao à? Được. Thôi, thì bán con này đi. Được đấy. Được đấy anh em ạ. Rồi, bán con này đi. Đồ lắm, đồ quá. Đây là cái cướp điên đã này. Lắm dao quá anh em ạ, hơi thừa. Berlin. Tôi lấy cái Berlin cho con chú quỷ anh em nhá. Kích hoạt cho nó nhanh, kích hoạt nội tại cho nhanh. Berlin xuống ca một phát là gồng lên là toàn bộ đội hình là có đam. Ok. Tôi nghĩ là đồ thì vẫn cho con Skylancer thôi anh em ạ. Khỏe quá anh em ơi. Đẩy đi hết rồi này. Bây giờ mới ra 31 rồi đây anh em. Ui con này nữa đây. Tuyệt vời anh em ơi. Hay quá. Thì chúng ta kết hợp được cái tộc linh hồn ở đây. Được quá nhở. Bộ này là mắc binh của bộ Witcher chưa? Tôi nghĩ là cái bộ này chắc chắn là cái bộ mắc binh của Witcher đấy. Đây rồi. Tabu đây rồi. Thay cho con Grim anh em ạ. Rồi, roll tiếp nào. Đây rồi, Grand Herald. Grand Herald thì lại cho Grim vào. Cho con rơi ra, ok. Đấy.
kết hợp như này nó đẹp hơn này. Chúng ta sẽ có combo nữa, combo vẩy mực nữa anh em ạ. Mạnh quá anh em ơi. Như này tôi nghĩ là mắc binh của cái bộ này rồi. Bây giờ chỉ còn là đưa bọn này lên 2 thôi. Còn form bài là Celesi kết hợp như này chắc là mạnh nhất rồi đấy. Ui nhanh không kìa anh em kìa. Ui rồi ôi, đẩy đối thủ đi chết luôn ông. Quá nhanh anh em ạ. Quá nhanh luôn. Cái thằng 9 assassin kết hợp với con gấu assassin bị tôi đẩy một lốt nhạc luôn. Rồi nào là cuối rồi anh em ơi. Chết rồi, tiền nhiều quá chưa kịp roll. Anh em ơi làm nào tôi sử dụng được hết cái đống tiền này trong cái round này đây. Không kịp rồi. Nhiều tiền quá anh em ạ. Đúng là nhà giàu khác. Thôi 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 thôi, phải dừng lại gấp đồ thôi anh em ạ. Gấp đồ cái đã. Chả biết ghép cái gì luôn. Thôi ghép cái gậy gai. Đùa. Ghép đồ xong là cũng hết giờ. Không kịp roll rồi anh em ơi. Thằng này đi rồi. Round này làm sao mà trụ nổi. Làm sao mà trụ nổi anh em ơi. Kiếm hồn chứa quỷ chưa lên được 2 sao. Hơi đáng tiếc. Nhưng mà đối thủ ra đi hết rồi. Anh em vào cái trận đấu này slow ball quá. Nó khỏe quá rồi. Đội hình nó quá khỏe rồi. Secret Lancer ra. Nó ra từ round 23. Nó ra Secret Lancer 2 sao thì đỡ tiếp theo được luôn. Nói cho nhanh anh em ạ. Đúng là cái trận đấu này nó của tôi rồi. Sinh ra là để cho tôi để kết thúc cái năm nay cho nó rực rỡ. Rất là cảm ơn các anh em nhá. Chúc anh em có một cái ngày cuối năm thật là hạnh phúc bên gia đình. Và lời cùng tôi xin được cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ kênh trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Xin được cảm ơn các anh em hội viên, các anh em fan cứng trên kênh, các anh em viewer cũng như là các anh em anti fan đã ủng hộ tôi rất nhiều trong cái khoảng thời gian mà tôi làm YouTube. Một lần nữa xin được cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào mùng 1 của năm sau nhá. Bye bye.